nha. Trời ơi, cái đống Chị rau ngon nha. không? Trời ơi, Để con cái đống rau nè. chấm nước mắm là có lý á. Mà nước trời ơi, mắm con đúng còn em bỏ vừa vừa thôi, ăn hết không trong đấy. Quá trời, coi chị Nga rau ngon không? Chị muốn thêm thêm nha. Sao cô Phi thấy cái rau ngon, cô Phi thấy chưa? Quá ngon. Đó, nhiều khi cái cách mà mình làm á, mình trình bày nó đẹp hay không là nhờ cái này nữa, nó ngon hay không là nhờ cái trình bày nữa. Tay bà rửa chưa bà? Đó, nãy giờ em rửa. Bà tay bà không rửa bà chết. Ăn đi, ăn đi. Trời ơi, quá ngon luôn. Ăn đi chị. Chị nghe ăn đi. Em ăn luôn đi. Nè. Dạ. Chị nói.